Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì bây giờ là chiều rồi, nhưng mà khoảng 3 giờ mấy gần 4 giờ, nhưng mà đang thời điểm này đang thời tiết đang là chuyển mưa, dòng gió rất là lớn, nên đàn chó của mình, đàn chó nãy ở đây nè, rồi bắt đầu mình lùa ra đằng sau rồi, mình nhốt ra đằng sau. Đó, còn đàn chó lớn, còn mấy đứa lớn thì ở đây, rồi mấy đứa nhỏ cũng ở đây. Thì nãy giờ mình đang vô phân mấy cái cây nè, đất chứ không phải phân. Thì tối ngày mình dọn nhà. Đây, trời hơi tối nên cả nhà thông cảm. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Thì cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm đăng ký một like. Trời ơi, triệt sản rồi mà vẫn còn nhớ à. Hồng Ngọc bây giờ rất là dữ rồi cả nhà, sổ dữ dằn lắm. Cẩm Thạch thì đang chơi với gấu. Trai thì đang đi lân tên, Nhật Tân thì đang đi vòng vòng đi kiếm cái đồ. Đó, bò sữa thì giống em để cha thiết binh chút xíu coi. Đó, bò sữa thì lúc nào cũng có trong miệng có cái gì đó chơi chứ không gì, giống đô la cả nhà. Bò sữa giống đô la, kiếm cái gì bỏ vào miệng là được à. Đó, con Cẩm Thạch dữ không? Đồ chơi nhiều lắm á, cả nhà nhìn từ đây thấy xanh xanh ở trong cái chuồng, trong là của nó là không phải ở trong chuồng. Ban ngày là nhốt không có được đâu, ban ngày phải mở ra cho tụi nó ở trên sân này nè. Đó, thì giờ trời mưa, chủ con không đi đâu mà tớ con không đi đâu mà. Trời mưa ướt cái sân rồi cả nhà, mưa rắc mưa hoài nên bây giờ mình ngồi ở đây nhớ chuyện xưa, nhớ những đứa cuốn, rồi những cái hoàn cảnh ôi đủ thứ. Đó, nhà bây giờ cây vú sữa cắt rồi nên nó trống lỏng rồi, nãy gió cuồn cuộn. Nhật Tân đây nè. Ôi cái sân mình trời mưa gặp sân cái nó đi qua đi vô ra vô đất sình không à. Xối thì đang nghiên cứu gì kìa. Nội trên cái sân nhỏ nhỏ là không là 10 đứa rồi cả nhà. Ba ở đúng 10 đứa luôn. Nè đây ba nè, 1 nè, 2 3 nè. 1 là 2 3 nè. 1 là 2 3, bên kia là 4. Mấy đứa này nó hòa đồng chơi chung nhau được, còn thằng bóp á, mình thấy tội nghiệp mình thả ra là không có được. Thả ra là bắt đầu thằng gấu này nó gừ bắt đầu có nó xung đột cái dàn kem tấn công luôn, dàn kem cũng dí theo luôn. Nên thằng bóp nó không có hợp với ai đó. Nhưng mà mình lúc nào mình cũng thương hết, đứa nào cũng thương hết. Mà lạ cái là phải gầm gừ chứ mình rờ vô là được hết à. Đi qua lại cũng lại mình à. Đi chơi đây. Phái mình à mà rờ. Rào. Sói nè. Đó, hồi nãy trời quá, bây giờ đỡ chút rồi. Mây trôi đi mà mình phái mưa một cơn mưa lớn thiệt lớn cả nhà, hổm rày cả tuần nay nóng nực. Mà nóng ghê gớm lắm, mà nó không chịu mưa.
rồi tới cái ca để múc đồ ăn, để ăn cũng cũng cắn nhai cho được. À đồ chơi hào không chơi, khoái gặm mấy cái đồ mà cái thao cái tô rồi đó, nhai tét bét hết trơn à. Mấy bốn đứa bé bây giờ nó khỏe khoắn và nó lì luôn rồi cả nhà, nó lì dữ luôn á. Mới tắm hôm qua chứ nếu mà bữa nay không mưa dám tắm nữa, gì đâu mà ngồi lăn lóc tùm lum đi bươi đi móc đất chỗ này chỗ kia luôn. Thì nhà mình đáng lý là tráng hết mà tráng chừa mấy cái ô để trồng cây á cả nhà, nó còn mấy bụi lá lốp ở dưới để ăn á, trồng để ăn thôi chứ không gì. Là tụi nó ra ngoài, tụi nó nằm ngoài chen chút, trời nắng quá nó chen chút ra ngoài nằm bươi nó móc đủ thứ. Rồi mưa cái này nhỏ xíu luôn, không ở dưới sông thì không có nước nữa, không tưới cây được, mà vệ sinh chuồng thì cần phải có nước nhiều. Mình xả cái motor sạch sẽ xong bắt đầu mình mới xả tới cái nước sạch ở trong nhà rồi cho nó sạch luôn á, mà bây giờ không có miếng nước luôn, nhờ motor máy mạnh á. Hello. Cái sắt này mới mua là để làm cái chuồng cả nhà, cái chuồng mà dạng như mà gần với nhau á, để mình đổ thức ăn vô là tụi nó mỗi ngăn nói chung mình hàng giống cái ngăn vậy đó, cái bề ngang nó bề ngang ba tấc bốn tấc dài thước vậy đó. Đó là mỗi ngăn là chỉ có chui lọt một đứa thôi, hai đứa chui không có lọt. Đó thì mình đổ mình để cái tô thức ăn vô là tụi nó là để có một đứa vô nên nó không có bị nhát, nó không có bị ăn hiếp đó thôi ha. Thôi xin dừng video tại đây, chúc cả nhà vui vẻ nha. Bây giờ thằng gấu đang làm trò đối với Mỹ Kim và tích vụ Mỹ Kim hả? Mỹ Kim là chị á nha, còn gấu nhỏ tuổi mà bày đặt vụ chị á, mà tiệc sẵn rồi nên xin dừng video tại đây, chúc cả nhà vui vẻ nha. Thôi xin chào cả nhà xem, nhớ chia sẻ, bấm vào một like để kênh mình duy trì phát triển.